Phương xinh đẹp của các bạn đây. Và tôi đang vô cùng hào hức chờ đón sự kiện Hội Ngộ Đỉnh Cao năm 2021 của BNI Việt Nam sẽ được tổ chức vào ngày 15 và 16 tháng 7 tại thành phố biển Đà Nẵng xinh đẹp. Các bạn đã có vé tham dự sự kiện này chưa? Nếu như đến tận thời điểm này mà các bạn vẫn đang băn khoăn, tự hỏi chính mình, tôi có nên mua vé Hội Ngộ Đỉnh Cao không? Hội Ngộ Đỉnh Cao có gì vui? Tôi sẽ nhận được điều gì trong sự kiện này? Thì bạn sẽ cần phải đặt thêm một câu hỏi cho chính mình. Bạn có đang là một chủ doanh nghiệp hay không? Và bạn có đang là một thành viên BNI hay không? Và bạn có đang kết nối cộng đồng để tạo ra giá trị cho doanh nghiệp của mình hay không? Kể từ năm 2012, khi là thành viên chính thức của BNI, tôi chưa từng bao giờ bỏ lỡ bất kỳ một sự kiện Hội Ngộ Đỉnh Cao nào. Tại sao lại như vậy? Nếu bạn đang thấy thiếu lửa, thiếu đam mê, thiếu năng lượng khi đến với mỗi buổi họp BNI, thì Hội Ngộ Đỉnh Cao bạn sẽ được nạp đầy năng lượng. Nếu như bạn đang tìm giải pháp để làm thế nào chapter của chúng ta phát triển hơn nữa, đem nhiều hiệu quả hơn nữa cho các doanh nghiệp thành viên, thì Hội Ngộ Đỉnh Cao là giải pháp cho các bạn. Nếu như bạn đang mong muốn học hỏi một điều gì đó mới, hữu ích, phát triển bản thân mình lẫn doanh nghiệp của mình, thì Hội Ngộ Đỉnh Cao là nơi mà bạn cần đến. Nếu như bạn không biết hoạt động tại BNI nhận được những giá trị gì, thì Hội Ngộ Đỉnh Cao là câu trả lời cho các bạn. Và nếu như bạn mong muốn tìm thấy một tầm nhìn rộng hơn, một mục tiêu lớn hơn cho chapter của mình và cho chính mình, thì bạn cũng sẽ tìm thấy điều này nữa tại Hội Ngộ Đỉnh Cao. Vâng, Hội Ngộ Đỉnh Cao là nơi bạn tìm thấy câu trả lời cho mọi vấn đề của mình. Và nếu như thực sự bạn đang là chủ doanh nghiệp, thực sự bạn đang xây dựng mạng lưới mối quan hệ để phát triển công việc kinh doanh của mình, thì bạn cần phải có mặt tại Hội Ngộ Đỉnh Cao. Đừng chần chờ gì nữa, hãy ngay lập tức đặt vé tham dự Hội Ngộ Đỉnh Cao năm 2021. Không quan trọng là đi đâu, không quan trọng là tham dự cái gì, mà quan trọng là bạn sẽ gặp ai trong sự kiện này. Và chỉ nghĩ đến việc là tôi sẽ được kết nối với 1.000 chủ doanh nghiệp thành công trên khắp Việt Nam này, đó đã là lý do đủ lớn để tôi hành động ngay lập tức rồi. Và tôi tin chắc rằng bạn cũng sẽ có cảm nhận tương tự giống như tôi. Vâng, cô giáo Lan Phương hẹn gặp lại các bạn trong Hội Ngộ Đỉnh Cao 2021.